Xin chào quý khán giả, lời đầu tiên chúc toàn quý khán giả có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Đây là một buổi lễ đi đầu năm của mình và mình cũng chia sẻ về kỹ năng lái xe xuống dốc, lên dốc với đường đèo, cung đường hẹp, tầm nhìn khó với lên dốc cao. Đối với kinh nghiệm của mình khi lái xe đường lên dốc cao ấy, thì mình cũng có một số lưu ý thôi. Thứ nhất đó là với cung đường dốc cao tầm nhìn khó như hiện tại, sương mù nhiều, đường trơn trượt, bật đèn. Nếu xe các bạn có đèn bi gầm 3 màu hoặc 2 màu thì các bạn nên bật đèn màu 4 lần 3. Còn không hoặc đèn halogen thì bạn bật cả đèn pha, cốt đèn gầm đi sao cho an toàn nhất. Đối với sương mù ngắn này thì tốc độ tối đa các bạn cứ nên chậm và an toàn sao cho nó thực sự hiệu quả. An toàn cho gia đình, tính mạng của chúng ta an toàn là trên hết. Với cung đường sương mù và trơn trượt như này thì mình cũng chỉ dám đi từ 15 đến 20 km/h thôi, và sương mù dày hơn nữa thì mình cũng xin phép được bật đèn cảnh báo để cho đèn người đi đối diện, ngược chiều cũng như người đi phía sau sao cho an toàn nhất. Đối với mình thì việc lên dốc cao với đường như thế này thì an toàn nhất thì mình cũng nên để bi số về D sao cho tự động, và về việc tiêu hao nguyên liệu sao cho nó hợp lý nhất và không tốn nguyên liệu. Còn nếu bạn nào thích cảm giác mạnh thì có thể về số thủ công M hoặc số thể thao. Đây là cảm thích cảm giác mạnh nhé. Còn đối với đường này thì mình an toàn là về số D rồi. Về theo cảm giác của người lái sao cho ga cao hay thấp, sao cho hợp lý khi đổ cua với những cung đường hẹp và cua gấp thì bạn ga sao cho vòng cua cho nó phù hợp với tốc độ của mình. Đây, chỗ này là hơi đường vàng nhé, nhưng mà tầm nhìn rất là ngắn, mình mà trời mưa nữa rất là đỡ là trượt. Sự khi đường này thực sự nguy hiểm thì bạn nên thực sự là tập trung, sai một ly đi màu dặn, thật sự là rất là khó nhìn, tầm nhìn rất là ngắn, chắc chỉ cỡ tầm 3 đến 4 mét thôi các bạn. Như bạn thấy đây, với cung đường này thì sương mù dày và tầm nhìn rất bị hẹp và ngắn nữa. Do vậy đối với kinh nghiệm của mình thì các bạn cứ đi chậm và tập trung, chứ sự bất cẩn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự không an toàn cho đến tính mạng của chúng ta, phải trả giá rất là đắt. Dù sao thì mỗi chúng ta lái xe gia đình hay là taxi hay là dịch vụ thì hãy đặt lên sự an toàn lên hàng đầu. Cái gì quan trọng bằng sự tính mạng của chúng ta. Và đi đường ấy, chúng ta hãy nhớ rằng nếu mà giúp đỡ được những ai đang đi hoặc trên đường có vật gì thì chúng ta hãy cố gắng để dừng xe giúp đỡ và bỏ những cái vật cản không cần thiết tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm trên đường. Với mình cũng có thói quen này cũng từ hồi bắt đầu từ khi đi xe máy, bây giờ có ô tô thì cũng thế thôi. Mình
cũng quan sát và dừng lại. Vào thì bỏ cái vật cản đi để tránh tiềm mẩn tay gây ra tai nạn. Đây, như mình đang đi đường đèo thì mình có thấy một cây khúc gỗ cây bị rơi dòng đường rất nguy hiểm, thì mình đứng mình bỏ nó ra, nó về rẽ sang bên, lỡ ai đó sơ suất không để ý, nếu có va vào thì nhẹ thì cũng hỏng xe và nặng thì gây ra tai nạn. Như gần đây có vụ tai nạn thảm khốc nhất ở Cam lộ La Sơn ở Quảng Bình, vì sự bất cẩn nhỏ và trả giá cho mạng sống và của ba gia đình phải bỏ mạng, và người ông bố đó thì vì sự bất cẩn nhỏ mà ảnh hưởng đến cả tính mạng của gia đình, nó phải giá quá đắt. Do vậy mỗi chúng ta khi tham gia giao thông thì hãy tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, và ý thức chúng ta phải nâng lên, hãy có một cái đầu lạnh, không nên quá hiếu thắng ganh đua, không nhường đường cũng như là tranh phần đường của người đi cùng đường của chúng ta. Với tôi trước kia tôi cũng rất hay bực mình và ghét ai cũng đi ganh đua và tôi không bao giờ nhường được, và giờ thì tôi cũng thôi thì mình cũng đi chậm hơn và nhường đường cho họ vậy. Có thể họ có bệnh, mình cũng nghĩ theo chiều hướng tích cực và mỗi ta hãy cố gắng. Và đến đây là đến cung đường, đến đích của mình là gần đến nơi rồi, là đến điểm, chuẩn bị đến điểm đỗ xe. Đây điểm đỗ xe của điểm du lịch vào đầu năm của gia đình nhà mình đi các bạn nhé. Đây là khu đỗ xe khá là rộng. Lên đến đỉnh thì trời khu này lại đang rất là trong này, không có sương mù. Chỗ này thì tùy vào thời tiết các bạn nhé, lúc thì sương mù, khi mây đi qua thì không nhìn gì. Để lúc đầu cách theo khoảng 10-15 phút sau thì bắt đầu trời mới lên khoảng một đoạn thì bắt đầu trời lại, nó lại rất là sương mù bao phủ. Vừa đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và mình chia sẻ, cảm ơn đã lắng nghe và xem. Chúc bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin cảm ơn.